Chào bạn, trước mắt các bạn là âm ly Rotel RA870BX đến từ Anh. Đây là một dòng cao cấp của Rotel nhé các bạn. Những cái dòng mà 930 hoặc là 931 thì đó là những dòng rẻ hơn và nhỏ hơn so với dòng 870 này. 870BX này, chúng ta thấy nó size nó dài hơn. Các bạn có thể xem những video trước mình đã giới thiệu những dòng 930, 931 thì size nó mỏng hơn. Nó chỉ bằng 3/4 cái size của con này thôi. Thiết kế con này rất là đẹp, nó giống như những dòng âm ly Nhật tại vì nó dày, hai cái miếng ốp hai bên. Con này thì cái điểm đáng nói con này là công suất rất là khỏe, 380W. Với cái công suất này thì nó đánh rất là tốt những dòng loa JBL, Tannoy, BMW. Đặc biệt so với nó đánh với BMW rất là hợp. Mình đã thử với 604S3, CDM9NT, 802 series 80, rồi 805 hoặc là 705 nó rất là tốt. Nhưng mà tất nhiên nếu bạn đã nghe tên của những dòng loa mình vừa nói thì chúng ta biết những dòng loa đó rất là mắc tiền, nhưng mà với cái âm ly này chỉ 6,5 triệu thôi nó đã đánh rất là tốt rồi. Chúng ta không phải đi đâu xa tìm và cũng không phải tốn quá nhiều tiền để mua để tìm những âm ly cho hợp, chỉ cần cái Rotel 870BX này đã đánh rất là tốt rồi. Ok, mình sẽ quay phía sau cho các bạn xem thêm một chút nữa. Màu đen rất là đẹp, không có hề trầy xước gì nha. Này, các trạm nối nó còn rất là mới. Các trạm OX, CD tuner, tép. Con này có thể làm cả rề hoặc là làm cái men thì cũng được. Chúng ta gỡ tháo cái này ra, chúng ta muốn là nó chơi được hai cặp loa. Đây là cái phiên bản xuất đi Nhật Bản, nên nó được lắp ráp tại Nhật Bản luôn. Đây là phiên bản dành cho nội địa Nhật Bản các bạn. Chúng ta thấy AC100V này, Tokyo, Japan này. Đây phiên bản chính xác là phiên bản làm tại Nhật Bản, dành cho dân Nhật Bản, chứ không phải là phiên bản xuất khẩu. Điện đặc biệt này là 380W. Đây. 380W. Ok, bây giờ mình sẽ test chất âm của cái Rotel 870BX này với mức giá là 6,5 triệu.
gặp lại nhau dẫu cho tình cờ, dù trong giấc mơ. Một thời lầm lỡ vì yêu em, mà lòng đau bên đời của anh yêu. Gặp nhau chi đắng cay sẽ đắng cay hơn. Hạnh phúc đang chờ đợi đã an bài, đời chắc tay nên tình chẳng phai. Thời gian ơi xin bôi xóa, dù tôi một nỗi đau một mang. Thời gian ơi ơi xin bôi xóa, dù tôi một